Những cái khái niệm nào cần phải nhớ trong này? Có Aban, Aban ở trong muscle sarcomere. Aban này là cái đoạn nào? Sarcomere. Sarcomere. Sarcomere đọc theo kiểu tiếng Việt, sarcomere. Sarcomere. Ok. Cái Aban, nói về mấy cái Aban, Iban. Đây. Aban là cái khoản người ta đánh dấu là nó chứa cả actin và myosin. Actin và myosin. Đoạn Iban thì chỉ chứa actin. Chỉ chứa actin. Rồi còn khoảng khoảng Haxon. Haxon là cái khoảng cách giữa giữa hai cái sợi actin với nhau, là lúc khi mà co bắp, cơ bắp nó co lại thì hai sợi actin đi vào thì cái khoảng Haxon này sẽ dần mất đi. Còn cái đường ở giữa này là M-line, M-line hai bên ngoài của cái sợi actin là đoạn Z-line. Đoạn Z-line. Rồi. Xuống như này. Rồi, acetylcholine. Acetylcholine chất dẫn truyền thần kinh cho motor neuron đi đến cái màng tế bào, đến cái điểm tiếp xúc, nó sẽ được khuếch tán vào cái màng cơ, màng sợi cơ, màng tế bào cơ thông qua cái điểm tiếp xúc là neuromuscular junction để kích hoạt giải phóng canxi 2 cộng. Đó là chức năng của acetylcholine. Rồi sợi actin là sợi mỏng di chuyển khi cơ bắp co bóp. Action potential là cái tín hiệu điện họ đo được khi mà có cái acetylcholine này truyền tải xuống và nó giải phóng canxi 2 cộng lên cái màng T-thấp. Thì lúc này người ta đo được tín hiệu điện trong sợi cơ, nhưng lúc này chưa thật sự có sự co cơ diễn ra nên người ta gọi là action potential ở đây. Rồi. O'Neal principle. O'Neal principle là khái niệm về neuromuscular motor neuron. À không phải, motor unit. Một cái motor unit khi được kích hoạt sẽ kích hoạt nhiều sợi cơ cùng lúc với nhau, đồng thời với nhau chứ không có kích hoạt từng sợi cơ. À đó, đối với một motor unit, và mỗi motor unit có khả năng kết nối, một cái neuron thần kinh có thể kết nối với một hoặc nhiều sợi tế bào cơ khác nhau. Thì khi cái neuron thần kinh đó được kích hoạt sẽ kích hoạt đồng bộ tất cả các sợi cơ đó hoặc là không có sợi cơ nào hết, nên đó là khái niệm về O'Neal principle. Rồi alveolar pressure hồi nãy là về cái áp suất khuếch tán của cái phế nang và những cái mao mạch xung quanh phế nang. Rồi alveoli là cái phế nang. Aortic vein là van động mạch chủ. Cái nào nói sai mọi người nhắc nha. Hoặc mọi người muốn nói không? Có thể nói để nhắc bài. Tiến nói không? Tiến giải thích tiếp mấy cái key term tiếp theo đi. Nói đi. Thì nói đi mọi người, góp ý cho nó sơm tụ. Aortic vein, van động mạch chủ để đưa máu đi từ cái tâm nhĩ bên bên trái, tâm nhĩ trái đi ra ngoài cơ thể, đi ra ngoài cơ thể. Rồi appendicular skeleton là các cái xương, về xương của chi, xương tay, xương chân. Cơ thể chia làm hai cái phần lớn là axial skeleton là cái xương của phần hộp sọ và xương cột sống, cũng như là thêm là cái xương hông nữa. Đó là cái axial, là xương trục chính. Còn cái phần còn lại xương chi thì người ta gọi là appendicular skeleton. Rồi atrial system là hệ thống tâm nhĩ, ấy hệ thống atrial system là gì ta? Atrial system là gì mọi người? Tâm nhĩ hay là hệ hệ thống thống tâm động mạch đó. động mạch, Động động mạch mạch đúng không? Hệ thống động mạch. À rồi cái atrial line này là tiểu động mạch, hệ thống động mạch rồi tiểu động mạch.
artery. Artery là động mạch. Artery, động mạch. Đúng rồi, artery, động mạch. Atria, atrium này mới là tâm nhĩ. Rồi. Rồi điểm điểm AV, AV bundle. AV bundle là cái là trong cái cơ tim của chúng ta, nó có một cái bó sau khi nó truyền tải cái tín hiệu điện SA node. Gọi lại cái hình cơ tim cho nó dễ. Đây. Cơ tim chúng ta SA node. Trên này. Đây. Cái bó đây. Thì cái AV bundle là cái bó dài này, hay còn gọi là bó His. Bó His khi mà nó ngắt một nhịp đây, xong bắt đầu truyền tải cái tín hiệu điện xuống xung quanh, gọi bó His. Rồi. Rồi AV node atrioventricular. Ở đây mình có thể dịch tiếng Việt có thể là nhĩ thất, bó nhĩ thất hoặc là bó His. Ở đây là cái điểm nhĩ thất. Cái điểm nhĩ thất này là cái điểm AV node. AV node là cái chấm ngay đây để cho nó ngắt ngắt tín hiệu điện cho cái tâm thất của chúng ta co bóp sau cái tâm nhĩ một nhịp, à, để cho tâm nhĩ có thể truyền hết, đẩy hết máu xuống tâm thất, sau đó thì tâm thất mới bóp để đẩy máu ra phổi hoặc là ra bên ngoài cơ thể. Rồi tiếp theo là cái nút của mình. Cái nốt là nút á, cái nốt là cái nốt chấm màu vàng này. Cái nốt là này. Còn cái bó là nó bó nhiều lại. Cái bó sau khi từ cái điểm nốt này, đây để mở cho em coi. Sau khi cái tín hiệu điện, đây nói lại tín hiệu điện đi. Tín hiệu điện của chúng ta nó sẽ đi, nó sẽ phát ra từ đây. Từ trên não đi xuống, à, từ cái hệ thần kinh thực vật á, autonomic á, đi xuống đây. Thì đây nó bắt đầu ra tín hiệu điện nè, sản sinh ra tín hiệu điện. Rồi. Rồi tín hiệu điện đó, tín hiệu điện đó bắt đầu đi kích hoạt hết toàn bộ cái cơ tim xung quanh đây, à, những cái sợi cơ đây, nó truyền tải điện lực qua đây. Rồi có cái sợi dây này qua đây cũng là để kích hoạt cơ tim bên này. Thì để làm gì? Để hai cái tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải bóp cùng lúc với nhau, hai cái nó cùng co bóp với nhau cùng một lúc để đẩy máu. À, bên này á, thì đẩy cái máu xuống tâm thất phải, còn bên này đẩy máu xuống tâm thất trái cùng lúc với nhau. Sau đó tín hiệu điện sẽ gom về cái AV, điểm AV node là cái điểm nhĩ thất. Điểm nhĩ thất đây. Để nó hoãn lại kiểu 0.1 giây, kiểu như vậy, một cái nhịp nhỏ. Để làm gì? Để cho máu đi hết thông qua hai này, đổ xuống đây hết. Sau đó cái van này đóng lại, hai cái van này đóng lại. Tại vì đây van một chiều, sau khi máu đi hết nó sẽ đóng lại. Rồi, nó ngưng một nhịp, sau đó nó sẽ truyền xuống cái bó này. Thì ở đây là tâm, cái điểm nhĩ thất, thì cái này là cái bó nhĩ thất, hoặc người ta gọi là cái bó His. Bó His, có hai tên của nó, bó His hoặc là tâm nhĩ thất, hoặc là bó nhĩ thất đó. Vì nó kết nối giữa tâm nhĩ và tâm thất nên gọi là bó nhĩ thất. Rồi, sau đó nó sẽ truyền xuống, truyền tải cái tín hiệu điện xuống, đi xuống hết để nó lan ra ở cái chỗ tâm thất của mình. Lúc này cái tâm thất nó co bóp đồng thời với nhau để tống máu đi lên cái van. Có thể ở đây cái góc phía sau này, cái đường màu xanh này nè, là cái tĩnh mạch phổi nè, nó đẩy máu mà không có oxy về phổi để trao đổi nè. Còn bên này thì nó đẩy máu có oxy đi ra ngoài cơ thể, thì thông qua các hệ thống van hai lá và van ba lá. Rồi, van hai lá thì người ta có hai tên gọi, một là mitral bicuspid nè, hoặc là bicuspid van. Còn cái van ba lá là tricuspid. Tricuspid. Rồi những cái sợi này, những cái sợi nhỏ đi hết cái cơ tim này, người ta gọi là sợi Purkinje fiber. Không biết phải làm sao, Purkinje fiber. Rồi. Đó là về cách cái cơ tim hoạt động. Thì đây AV van. À, cái van nhĩ thất. Van nhĩ thất. Atrium là tâm nhĩ. Hồi nãy mình có nói qua về axial skeleton. Axial là cái trục xương ở giữa gồm hộp sọ, cột sống và xương chậu. Rồi. Biaxial joint, nói về khớp, biaxial joint. Mình có ba dạng, kiểu ba cái dạng khớp mà nó sắp xếp theo chuyển động của nó. Một là uniaxial joint là không có chuyển động. Không có chuyển động ở khớp. Rồi biaxial joint là có thể chuyển động trên hai trục
trên 20. Và cái thứ ba là multi axial joint, là có thể chuyển động trên hệ thống 30 mặt phẳng hoặc là 3 mặt phẳng chuyển động. Rồi, bone periosteum. Bone periosteum này là cái lớp màng bên ngoài của cái xương. Trước khi đi đến cái mặt bề mặt của xương thì nó có một cái lớp màng bên ngoài của cái lớp xương đó để nó đính lên, nó kết nối, tạo liên kết với cái sợi gân để có thể kiểu kết nối chặt với nhau để tạo ra chuyển động. Đó, thì cái sợi gân sẽ đính lên cái màng này là periosteum bone. Rồi, bradycardia. Bradycardia là tim đập nhanh hay chậm ta? Bradycardia. Đây, nói về nhịp tim. Bradycardia là tim đập chậm. Bradycardia là dưới 60 không ta? Dưới 60, nhịp tim dưới 60. Nhịp tim dưới 60. Đúng rồi. Đó, nhịp tim cách quản lớn nè, đập chậm. Ở trên là bình thường, ở dưới là chậm. Là bradycardia. Còn đập nhanh là tachycardia. Rồi, bronchi là phế quản. Rồi, bronchiolis là tiểu phế quản. Rồi, capillary, mao mạch. Còn này là lớp sụn của khớp, cartilaginous. Rồi, prostrate là cái cầu nối giữa actin và myosin. Rồi, cái này, depolarization. Nãy giống Huy nói là khi cái tim của mình nó co lại thì người ta gọi đó là cái khi mà nút nó bóp máu đi xuống á, hoặc là bóp đẩy ra ngoài khỏi cái khoang tim á, thì gọi là depolarization. Rồi, diastole này là cái gì? Diastole này là cái gì quá tiêu rồi. Là cái tâm nó bị trương lên, cái tim như là lúc nó thu máu vô rồi trương. Tâm trương tâm thu rồi đó, tâm trương tâm thu. Thì cái này là nó nhỏ lại. Cái này là tâm trương đúng không? Diastole là tâm trương, là khi cái tim nó trương nở ra. Nó phình ra. Phình ra gọi là tâm trương. Diastole. Rồi diffusion là khuếch tán. Distal. Để nói đối với cái hệ thống mà appendicula nè, cái hệ thống xương chi á, thì người ta dùng distal với proximal để xác định vị trí nó gần với trục cơ thể hay là nó xa với trục cơ thể. Rồi, electrocardiogram là điện tâm đồ. Rồi, endomysium là cái lớp màng bao bọc bên ngoài của cái tế bào cơ, cái sợi cơ, tế bào cơ. Rồi, epimysium thì là trong mỗi cái sợi, mình có một cái bó sợi cơ, một bó sợi cơ đó nhiều, đây là cái màng bao bọc một sợi cơ, rồi nhiều cái sợi cơ như vậy tạo thành một bó, và cái bó đó bao bọc bởi cái màng epi, không phải, epi này là cái bó cái ngoài cùng mới đúng, epi này là cái màng fascia bên ngoài cùng luôn, cái màng fascia bên ngoài cái bó cơ chúng ta, xong là đến liền là cái lớp epimysium này. Cái lớp epimysium này là cái bó bự nhất á. Cái bó bự nhất giống như cái cơ bicep hoặc tricep của chúng ta. Thì cái màng bao bọc bên ngoài là cái fascia đầu tiên, xong đến cái màng epimysium này mới đúng. Rồi, còn cái này là endo, là cái lớp bên trong cùng của cái sợi cơ, cái lớp bao bọc bên ngoài cái sợi cơ. Rồi, extra fossil fiber, tức là những cái điểm tiếp xúc của neuron thần kinh, ví dụ như muscle spindle, mà nó nằm bên ngoài cái màng cơ thì gọi là extra fossil. Rồi, fasciculis là cái màng bao bọc hồi nãy mình nói, màng fascia, fasciculis cái màng bao bọc bên ngoài cái bó cơ. Rồi, fast twitch là sợi cơ nhanh. Fibrous joint. Rồi, phân về các loại khớp thì mình có hồi nãy ở đây gồm có khớp bất động, bán động và cái khớp chuyển động, thì có ba loại là fibrous joint là khớp bất động, là các sợi, cấu tạo là các sợi. Rồi cái khớp bán động là gì tiếng nhớ không? Cartilaginous. Khớp bán động. Còn cái cuối cùng là synovial. Synovial. Cái cuối là synovial. Freely movable.
Đúng rồi, nó cũng sẽ tương ứng với lại ba cái giống nãy nè, bi axial joint với lại uni rồi đó. Thì cái khớp mà fibrous joint này nó sẽ tương ứng với lại cái mà uni axial joint. Thì tương tự cái cartilage cartilaginous joint á, nó sẽ tương ứng với biaxial joint, và cái còn lại là khớp hoạt dịch synovial nó sẽ tương ứng với lại multilateral. Rồi tiếp theo là gân tendon organ, rồi cái này ai cũng biết, GTO nằm trong sợi gân. Hemoglobin là tế bào hồng cầu, hyaline cartilage là cái chất trong sụn, chất trong cái bao sụn của chúng ta. Rồi HZON là cái khoảng giữa hai sợi actin khi mà nó co bóp cơ, có cái việc co cơ xuất hiện contract thì nó sẽ mất đi cái khoảng HZON này. IBAN là bao gồm cả sợi myosin và actin. Inferior với superior để xác định trong cái hệ thống xương proximal, hệ thống xương proximal. À không phải, hệ thống xương axial chứ, nói hồi nó lộn rồi. Hệ thống xương trục của chúng ta, cái gồm cái đây, axial skeleton. Axial skeleton thì người ta sẽ phân ra làm superior để xác định vị trí bên trên gần với cái đầu, và inferior để xác định vị trí phía dưới thấp hơn xa khỏi cái đầu của chúng ta. Rồi hồi nãy mình có extrafusal, hiện này có intrafusal, tức là nằm cùng với sợi cơ bên trong, cùng với sợi cơ trong cái bó cơ. Rồi bó bên trái, bó bên phải, left and right bundle friend. Khi mà cái tín hiệu điện nó đi từ cái bó his hoặc là cái bó bó nhĩ thấp đi xuống sẽ phân ra làm bó trái bó phải cho cái tâm thất trái tâm thất phải. Rồi mitral vein tức là cái vein hai lá, motor neuron là cái tế bào thần kinh dẫn từ cái hệ thần kinh trung ương CNS đi xuống cái cơ quan vận động motor neuron. Và motor unit là một đơn vị của một motor neuron cộng với một cái tế bào cơ hay nhiều tế bào cơ đó kết nối với nhau thì xác định là một motor unit. Rồi ở đây mình có multi axial joint là cái tương tự với khớp hoạt dịch, có thể di chuyển được nhiều mặt phẳng khác nhau. Muscle fiber sợi cơ, muscle spindle là cơ quan receptor thụ cảm. Myocardium là gì ta? Myocardium là cơ tim anh. À cardium đúng rồi, tự nhiên quên mất cái này. Myocardium cơ tim. Myofibrin sợi cơ. Rồi myofilament. Myofilament. À, sợi myofibrin, sợi myofilament nó khác gì với myofibrin ha? Filament là sợi actin. À, phân ra là sợi actin với myosin. Đúng không? Sợi myofilament để xác định nó là cái sợi trượt của actin với myosin. Ở đây là sợi myosin. Rồi, neuromuscular junction, điểm tiếp giáp giữa cái neuron thần kinh và cái màng tế bào cơ, màng của sợi cơ. Để lúc này nó giải phóng canxi acetylcholine được khuếch tán ra đây, xong rồi kích hoạt giải phóng canxi 2 cộng. Rồi, parasympathetic nervous system là hệ thần kinh giao cảm hay là hệ thần kinh thực vật hay hệ thần kinh tự động gì đó đều là nó đây. Perimysium, đây cái perimysium này là cái nằm giữa giữa của hai cái endo và epi. Peri nằm giữa đây. Tức là nguyên bó cơ lớn, xong trong cái bó cơ lớn có nhiều bó nhỏ. Những bó nhỏ này nó được bao bọc bởi perimysium. Thì từng cái bó nhỏ này nó lại chứa cái sợi cơ. Sợi cơ thì trong từng cái sợi cơ được bao bọc bởi cái cuối cùng là endomysium. Rồi, pleural là cái màng phổi. Pleural pressure áp suất màng phổi. Power stroke là nhịp tim. À, nhịp tim theo tín hiệu điện. Tín hiệu điện khi mà cái nhịp tim co bóp đập mạnh thì nó xuất hiện power stroke. Đây. Proprioceptor là các receptor trên như là muscle spindle hay là Golgi tendon organ hoặc cái
các cái receptor trong sụn trong khớp chúng ta thì gọi chung là proprioceptor. Proximal là gần với trục cơ thể, phân biệt với lại distal là đi xa trục cơ thể. Rồi van phổi từ tâm thất phải đẩy ra bên lên đi ra phổi thì là pulmonary thông qua cái van này. Rồi Purkinje fiber là cái sợi, những cái sợi truyền tín hiệu điện đến tâm thất. Rồi P-wave này là cái đường sóng trước tức là đường sóng đo được khi mà cái tâm nhĩ co bóp nhẹ, là đoạn P-wave, xong sau đó đến cái đoạn cái khoảng QRS này là cái đoạn tâm thất nó bóp sẽ đi cao lên. Rồi red blood cell, tế bào máu màu đỏ, tế bào hồng cầu. Repolarization là cái giai đoạn cái tim của chúng ta nó chưa nở ra. Rồi right bundle friend giống như cái left bundle friend nãy, sau khi tín hiệu điện đi xuống sẽ truyền ra hai bên của tâm thất, một bên left bên right. Sarcolemma là cái sợi. Cái này mọi người có góp ý gì về cái sợi sarcolemma và cái myofilament này nó khác nhau gì không ha? Cái gì anh, cái gì? Sarcolemma với myofilament này nó khác nhau gì ha? Sarcolemma với lại myofibrin ha? Với lại myofilament khác nhau gì ta? Để coi lại khái niệm cho này. Sarcolemma nanofistable. Sarcolemma power shock đây không phải là co của tim mà là co của cái cơ nha mọi người. Hồi nãy cái power shock sai nè. Power shock này xảy ra khi mà cơ nó bắt đầu nó co, còn trước khi nó co là potential shock. Đây slide filament Action potential là trước khi cái sợi cơ nó co, còn power shock là khi sợi cơ bắt đầu co. Đây, sarcoplasmic reticulum, sarcolemma. Đâu đó trên này. Đây. Myofilament đây. Như là cái sợi actin mà nó mỏng đúng không? Còn myofilament gọi chung là sợi myofilament thì trong đó gồm có myosin và actin. Rồi vậy thôi. Gồm hai cái luôn mỏng. Gồm hai cái đó thôi. Còn cái sợi co sarcolemma đây là tất cả các cái sợi, nói về các sợi tế bào liên kết, cái mô liên kết, sợi sarcolemma tức là cái mà epimysium, perimysium và endomysium. Khi nói đến sarcolemma thì nó là cái màng bao ngoài, cái màng bên ngoài, epi, peri và endo là cái màng ngoài, đó là cái nói về sarcolemma. Rồi còn nói về myofilament thì nhắc đến nó có nghĩa nó chứa trong đó là myosin và actin. Đó, để phân biệt hai này nó khác nhau. Tại vì hai cái này giống như một cái là bên ngoài của cái sợi cơ, còn một cái là bên trong, một cái đó, cái trên sarcolemma là cái mô liên kết, còn cái myofilament là nơi xảy ra cái việc co bóp, cái sự co cơ, cái sự trượt của sợi cơ. Rồi, myofibrin là từng cái sợi cơ hoặc là từng tế bào cơ trong này. Rồi vậy thôi. Rồi phân biệt được như vậy. Tại bữa giờ bị ngộ nhận là sarcolemma cũng là cái tế bào sợi cơ. Lúc này người ta định nghĩa rõ là sarcolemma là cái màng bên ngoài thôi. Gồm có cái màng eri, peri và endo. Rồi, ok. Tức là cái sarcolemma là nó bao luôn cả cái emi của mình, endomysium đúng không? Nè, tức là giống như bây giờ em nói là sarcolemma nó ra ba cái gạch đầu dòng, là trong cái sarcolemma gọi chung là cái mô liên kết. Sarcolemma có nghĩa là mô liên kết. Nói đến sarcolemma tức là cái mô liên kết thì có ba loại mô liên kết để phân biệt nó từ bên ngoài vào trong. Thì có ba loại là cái sợi erythromycin,
là cái bao bọc bên ngoài cùng nè của cái ví dụ nguyên bó cơm mình nè, nguyên cái bó thịt mình nè. Đó. Rồi trong từng cái bó mà bó đó thì nó phân ra những cái bó nhỏ hơn, thì những cái bó nhỏ hơn nó được bao bọc bởi cái màng Peyer, thì cái màng Peyer đó cũng là một phần của sarcolemma luôn, nó cũng là mô liên kết luôn, một dạng mô liên kết luôn. Thì mình chỉ hiểu nôm na sarcolemma tức là nói đến mô liên kết connective tissue vậy thôi, chứ nó không có nói đến là cái tế bào cơ, nó là thuộc về cái màng bên ngoài. Ok, rồi để nó truyền tải lực và nó định hình cái bó cơ mình. Rồi sợi sarcomere, đơn vị sarcomere là đơn vị nhỏ nhất trong cái sợi myofibrin xảy ra, là một đơn vị gồm có actin, myosin và có sự trượt trên này. Rồi sarcoplasm là cái chất tế bào ở trong cái từng cái sợi myofibrin, từng cái tế bào cơ gồm có một cái tế bào cơ là muscle fiber, nó có sợi myofibrin trong đó, xen kẽ giữa những sợi myofibrin đó, cái khoảng trống đó nó sẽ có cái lớp sarcoplasm này, cái chất tế bào này. Thì ví dụ chúng ta tập về thể hình thì cái sarcoplasm này chúng ta sẽ nhiều, tại vì nó chứa chất dinh dưỡng, chứa năng lượng rồi nhiều để chúng ta duy trì cái số rep cao. Còn nếu như mà chúng ta tập sức mạnh thì cái sarcoplasm này nó sẽ ít hơn, tỷ lệ nó thấp hơn, mà lúc này cái sợi myofibrin nó sẽ cao hơn để nó phát lực tốt hơn, kiểu vậy. Thì trong một cái tế bào cơ gồm có sarcoplasm và sợi myofibrin đó luôn. Rồi sarcoplasmic reticulum này là cái màng bên ngoài chứa canxi để nó kích hoạt cái sự co cơ, sự trượt của sợi cơ myosin và actin đó. Đây là cái màng sarcoplasmic reticulum. Khi mà acetylcholine khuếch tán xuống cái màng này đó, màng SR hay còn gọi là màng SR này, thì lúc này nó sẽ truyền tín hiệu xuống cái ống ti tub, và lúc này ống ti tub kích hoạt giải phóng canxi 2 cộng. Rồi semilunar vein là cái vein semilunar vein là đang ám chỉ đến cái vein hai lá, vein ba lá, vein hai lá và vein ba lá, đúng không? Để xem lại semilunar vein thì trong đó bao gồm cả vein hai lá và ba lá luôn. Vein xuống này, vessel artery vein, hệ thống vein vein capillary chân một xíu, atrial hệ thống vein. Ở đâu mất rồi ta? Cái này là tín hiệu điện, sau tín hiệu điện thì có điện tâm đồ. Trong dịch là nó là van bán nguyệt anh. Van bán nguyệt. Nhưng mà Google cho lẹ. Semilunar van. Đây, coi hình cho lẹ. Semilunar van là hệ thống van nào? Semilunar van pulmonary. Nó là cái van động mạch chủ với van động mạch phổi á. Van động mạch chủ với phổi. Rồi, tức là cái van là van hai lá với ba lá đó. Van hai lá với ba lá đó. Khi nói đến semilunar van là người ta đang ám chỉ van hai lá với van ba lá. Phải không? Động mạch phổi, động mạch chủ đây. Động mạch chủ. Đây. Đây là van hai lá, van ba lá. Là động mạch phổi, động mạch chủ. Đúng rồi. Động mạch phổi, động mạch chủ nó cấu trúc nó giống nhau nè. Nên người ta gọi chung á là semilunar van. Còn những cái van từ tâm thất xuống nhĩ đây nó sẽ khác nhau. Người ta phân biệt làm hai lá với ba lá. Rồi. Khi nói semilunar van thì nó bao gồm động mạch phổi, động mạch chủ, van, nó giống nhau chứ không phân biệt thành hai lá, ba lá. Rồi, điểm SA
SA là điểm điểm SA hồi nãy là synovial. À cái điểm mà sản sinh ra tín hiệu điện đầu tiên á. Rồi. Sliding filament theory, cơ chế trượt sợi cơ, slow tip sợi cơ chậm. Spiral là phía trên ở trục trục axial, axial skeleton, đây là ám chỉ vị trí phía trên gần với cái đầu. Sympathetic là hệ thần kinh giao tự động đúng rồi nhưng mà này là giao cảm, đây là giao cảm. Sympathetic là giao cảm, còn parasympathetic là đối giao cảm. Giao cảm là những cái giúp tăng nhịp tim rồi giảm nhu động ruột, giao động mà giảm nhu động co bóp của hệ tiêu hóa này kia đó. Rồi, synovial fluid là chất hoạt dịch. Rồi, khớp synovial, khớp hoạt dịch. Systole là nãy trên kia mình có tâm trương, này là tâm thu. Diastole là tâm trương, còn này là tâm thu. Tachycardia là nhịp tim nhanh. Tendon, sợi gân. Tetanus, tetanus là những cái sóng, những cái gợp liên tục của sao ta, của cái sóng điện người ta đo được khi mà chúng ta co cơ á, cứ các làn sóng liên tục cộng dồn với nhau để phát cái lực lớn hơn dần, cộng dồn không? Thì nguyên cái khoảng đó ta gọi là tetanus, cộng dần để đo cái sóng điện phát lực. Trachea là cái đường đi xuống của không khí, đường phế quản, khí quản. Rồi tricuspid van ba lá, tricuspid tropomyosin là cái sợi màu hồng nằm che mấy cái điểm trên sợi actin á. Đây là cái đoạn, cái sợi này là tropomyosin. Và troponin, troponin là cái một cái receptor để nó nhận canxi 2 cộng. Để lúc này nó mới kích hoạt duỗi cái sợi tropomyosin này ra, lúc này mới kết nối co cơ được. Ống T-tube là khi nhận tín hiệu từ acetylcholine bắt đầu dẫn truyền kích hoạt giải phóng canxi 2 cộng trong cái màng SR. Rồi đoạn T-way, T-way này sau khi kết thúc cái QRS này là đến cái đoạn T-way, đoạn nhỏ. Rồi một cái twist là nãy một cái tín hiệu điện chúng ta đo được khi chúng ta có một cái co cơ, khi chúng ta co cơ một cái power stroke thì người ta đo được tín hiệu điện đi lên, thì là nó gọi là một cái twist lên xuống liền. Nhiều cái twist này cộng lại với nhau thì tạo thành cái tetanus này. Rồi, cơ loại 1, cơ loại 2A, loại 2X. Loại 1, cơ bền, cơ chậm. Còn loại 2A, cơ nhanh. Và 2X cũng cơ nhanh. 2A thì vẫn còn màu hồng. 2X là sợi cơ trắng để năng lượng bộc phát các thứ. Rồi, uniaxial là khớp bất động, không có di chuyển được. Rồi, ven, tĩnh mạch. Venous system, hệ thống tĩnh mạch. Ventricle, ventricle là tĩnh mạch chủ. Rồi đây là tiểu, à hình như là tĩnh mạch chủ dưới này, còn ventricle một cái là tĩnh mạch tiểu, kiểu dạng tiểu tĩnh mạch, và cái tĩnh mạch lớn hơn. Vertebral column. Ventricle là tâm thất mà em. Tâm thất, phải nhắc chứ. Tâm thất. Rồi, ở ven là tĩnh mạch, còn này là tâm thất. Còn cái venous này là tiểu tĩnh mạch. Đúng rồi. Venous này là tiểu tĩnh mạch. Rồi đây gộp chung lại thành ven và venous này gọi thành là hệ thống tĩnh mạch. Rồi. Ventricle là tâm thất. Rồi, vertebral column là cột sống. Z-line, các đoạn Z-line chứa actin, hay sợi actin. Rồi, ok. Còn 4 phút làm 4 câu. Mỗi phút 1 câu. Có 5 câu mà anh. 5 câu, câu nào anh nãy làm rồi? Chưa, nãy chưa phân tích kỹ mà. Nãy còn đang... Rồi, okay. Cái gì để kích hoạt liên quan đến việc hoạt động của sợi cơ? Thì theo mình là calcium. Canxi 2 cộng. Có mặt canxi mới có cái sự co cơ diễn ra được, mới kích hoạt duỗi mấy cái sợi này ra rồi đó. Canxi mới đáp lên cái troponin này. Rồi cái gì thứ gì diễn ra ở cái chỗ mà neuromuscular junction này để kích hoạt sợi cơ hoạt động bởi cái motor unit
thì đó là cái acetylcholine từ CNS chuyển xuống đến cái neuromuscular junction này và nó lan tỏa ra. À, thì đây là cái tín hiệu đầu tiên để giải phóng ra calcium này, calcium 2 cộng. Rồi. Đó là cái đầu tiên khi liên quan đến nói về có neuromuscular junction rồi motor unit thì là acetylcholine. Rồi. Còn bên trong khi mà nói về ví dụ co cơ này kia mới nhắc đến ATP xong. Rồi. Khi người ta vung gậy đánh bóng chày baseball thì cái tay của người ta lúc đó bị kéo duỗi ra, stretch ra trước khi họ quật cái cây đó lại. Đó, thì lúc này cơ chế gì để phản hồi lại bởi cái việc để tăng khả năng hoạt động của sợi cơ. Đó, tức là khi chúng ta giơ cái tay ra, cái tay thì sợi cơ sẽ kéo giãn ra trước khi chúng ta đưa lực tăng thêm mạnh hơn để quật cái cây đó vào trái banh. Thì đây là cơ chế của muscle spindle. Khi mà nó bị duỗi quá mức, bị duỗi ra, nó phản hồi lại bằng việc nó co cơ, kích hoạt co cơ. Theo mình là muscle spindle. Rồi. Cái gì sẽ liên quan đến việc đo điện, kiểu như tín hiệu điện của tim? Thì đây, SA not. Một phút nó có thể đập trung bình 60 nhịp, 60 phát ra 60 tín hiệu điện, thì cũng tương tự chúng ta đập được 60 nhịp tim. Đó, liên quan tín hiệu điện của nhịp tim. Cái này tự động cái não chúng ta sẽ tuần hoàn và tạo ra tín hiệu điện ngay điểm SA not này. Rồi, câu cuối này tiếng thắc mắc gì nữa? Hỏi đi, có gì anh Huy giải thích phụ nè. Anh Huy Huy ép bay hả? Anh Huy ép rồi, Huy ép rồi. Câu này là em nghĩ là câu B chứ. Câu B hả? Anh Huy có gửi cái link để chúng mình gửi lại cái link đó vào cho mọi người xem. Để có gì lúc đó xem xong rồi chúng ta sẽ chốt là câu nào. Chỉ thắc mắc là câu B hay câu D thôi à. Ok. Ở trong cái call hồi nãy Huy có gửi cái link để chút nữa copy cho mọi người xem. Ok. Thì chúng ta đã đi qua hết bài 1. Em nói đi. Câu 5 nó hỏi là có cái giai đoạn trong QRS là gồm những cái gì đúng không? Kiểu như vậy. Nếu như là câu D thì nó lại có thêm cái phần 3 tức là 3 ventricle tức... tâm thất hả? Nó có thêm cái, nếu mà có thêm cái số 3 thì tại sao lại có thêm số 3? Số 3 tức là tâm thất lúc này nó trương lên. Em có thể hiểu nôm na tức là khi mà cái số 2 là tâm nhĩ này nó không có viết ra thứ tự nhưng mà kiểu như là 2 sau khi tâm nhĩ, đáng lẽ tâm nhĩ là phải nó bóp xong rồi nó mở ra lại thì mới tới tâm thấp. Tâm thấp lúc này trương lên rồi xong nó cũng co bóp. Vậy là kết thúc của cái phần co của tâm nhĩ thì sẽ đến cái phần trương của tâm thấp đúng không? Kết thúc phần co của tâm đúng nhĩ. Đúng rồi, chứ sao lại là phần số 3 vô nữa, ở giữa nó hơi kỳ. Thì lúc đầu anh cũng nghĩ vậy nhưng mà tại vì chắc là phải coi lại về em coi lại cái đoạn QRS đó, tiếng nó có nói cái đoạn QRS rất là rõ. Em coi lại cái đoạn QRS đó. Tại vì cái repolarization nó chỉ